chuyện lạ thế giới 365 của chúng tôi. Thực hư về lời đồn ngày tận thế của trái đất ngày 29 tháng 7. Không nản lòng với tất cả các dự đoán về ngày tận thế trước đây đã hoàn toàn sai lệch, nhiều nhà lý thuyết âm mưu cho rằng thế giới sẽ bị diệt vong vào ngày 29 tháng 7 tới. Chỉ còn 16 ngày nữa, cực từ của trái đất sẽ đảo ngược và sự nổi giận khủng khiếp của Chúa Giê-xu sẽ trở lại với tất cả chúng ta, dạt vào sự vô tận của cấu trúc ngoại lai hoặc của cái gì đó khủng khiếp tương tự. Lời tiên tri End Time đã phát hành một video trực tuyến để biện minh cho tuyên bố táo bạo của họ với những câu kinh thánh và để gây ảnh hưởng đến những người không có niềm tin. Họ đã làm video trông giống một chương trình tin tức cũng như sử dụng giọng nữ trên máy tính để thể hiện sự chuyên nghiệp. Đoạn video sử dụng đồ họa máy tính thể hiện hình ảnh Đức Kitô, một người đàn ông mặc trang phục màu trắng với ngựa bay màu trắng xuất hiện tại thời điểm đội quân của ông xuất hiện với những chiếc xe tăng ông nã xuống vào họ. Giọng nói bắt đầu cất lên: "Đây là kênh tin tức của Armageddon. Trong buổi phát sóng này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự trở lại của Chúa Giê-xu, sự kiện mà sẽ xảy ra cùng thời điểm với sự đảo ngược cực kỳ của trái đất mang đến chấn động thảm khốc cho nhân loại. Và ngày Chúa Giê-xu trở lại, sẽ có một vụ đảo ngược từ, một trận động đất dữ dội sẽ xảy ra, mặt trời biến thành màu đen, mặt trăng quay ngược hoàn toàn. Các ngôi sao rơi xuống trái đất giống như quả sung chín rơi từ cây khi một cơn gió mạnh lao qua. Mỗi ngọn núi, hải đảo đều sẽ di chuyển khỏi vị trí của nó." Lời tiên tri cho năm 2016 của Natcha Arbut cũng khiến ta phải suy nghĩ về điều đó. Obama là tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Đây có lẽ là lời tiên tri gây tranh cãi nhất của Nostradamus. Trong thời gian gần đây, nước Mỹ đang gấp rút tiến hành chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016 của các ứng cử viên. Vì vậy, nhiều người cho rằng lời tiên tri này sẽ không trở thành hiện thực. Trong những lời tiên đoán của mình cho 2016, Nostradamus nhắc tới những điều kiện thiên nhiên khác thường và những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra khắc nghiệt hơn trước, như nước sẽ dâng cao so với mặt đất, những hiện tượng thiên văn khác thường xảy ra trên trái đất. Theo lời của Nostradamus, trong năm 2016, nhân loại sẽ phải đối mặt với những hiện tượng khác thường có liên quan với những dịch chuyển trong vũ trụ, chiến tranh và những vụ nổ xuất hiện ở Trung Đông. Theo lời ông, trong năm 2016 sẽ có nhiều vụ nổ và nhiều máy bay rơi tại khu vực Cận Đông. Bầu cử tổng thống 2016 ở Trung Đông, ông Nostradamus tiếp tục dự đoán rằng năm 2016, Trung Đông sẽ phải đối mặt với nhiều vụ hỏa hoạn vì nơi này chứa đựng quá nhiều dầu mỏ. Đặc biệt sẽ có nhiều vấn đề xảy ra trong quá trình bầu cử tổng thống năm 2016 tại đây. Băng tan ở hai cực trái đất. Ông cũng tiên đoán được hiện tượng trái đất ấm dần lên trên phạm vi toàn cầu và vì thế, trong năm 2016 sẽ xảy ra những vụ lũ lụt nghiêm trọng do băng tan ở hai cực. Nga sẽ là nước thiết lập hòa bình trên toàn thế giới. Theo tiên đoán của ông, nếu nước Nga không liên minh với châu Âu và phương Tây trong thời kỳ đầu chiến tranh, thì cuối cùng sao Hoàng phương Bắc hay là nước Nga sẽ giúp thế giới thiết lập lại hòa bình. Ngày tận thế của thế giới. Ông cho rằng cuộc chiến tranh tại Iran là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo rằng thế giới sẽ rơi vào ngày tận thế. Tuy nhiên, trước đó đã có nhiều lời tiên đoán tương tự nhưng tất cả đều không thành sự thật. Châu Âu sẽ biến mất theo lời tiên tri của bà Mùi Vanga. Vanga khi còn sống từng nói, năm 2016, châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống. Sau vụ khủng bố ở Pháp gây chấn động dư luận, người ta lại càng có lý do để tin rằng những lời tiên tri này sẽ trở thành hiện thực với lục địa già. Cụ thể, bà nói cho tới cuối năm 2016, châu Âu mà chúng ta biết đến sẽ không còn tồn tại khi toàn bộ dân cư lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống. Họ để lại lục địa gần như trống không, đất hoang gần như không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Những điều mà nhà tiên tri Nostradamus và bà Mù Vanga hay 29 tháng 7 là ngày tận thế, liệu có thực sự xảy ra hay chỉ là lời đồn? Chúng ta hãy cùng chờ đón. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để được cập nhật những video hay và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.